Okay, camera back on. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhân một buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi, mình sẽ là chỗ tài, là không phải chỗ tài đâu, là làm một cái món lẩu Thái với lại ăn tráng miệng là ốc cho anh Chris ăn, tại vì họ đi chợ Hồng Kông, xong anh Chris nói là tự nhiên thèm tôm dùm ấy, lẩu Thái quá. Xong rồi lại nhìn thấy ở chợ Hồng Kông nó bán nhiều ốc ấy, hôm nay thấy ốc nó tươi ngon. Thế xong anh Chris nói là thôi mua ốc về ăn, nó đi lâu rồi không ăn ốc ấy. Thế thì mình có mua ốc gạo nè, rồi giờ mình đang chuẩn bị làm lẩu Thái thì mình sẽ cho mọi người coi nguyên liệu nha. Đây, mình lẩu Thái thì mình chỉ có thích tôm với lại thịt bò thôi. Đấy lại rau thì có cà rốt, hành lá với lại rau cải bẹ xanh. Thì cái này có rau muống thì mới ngon, nhưng mà tại vì mình đi chợ Hồng Kông mình không có thấy họ đang bán, họ không thấy họ bán rau muống á, cho nên là ăn cải bẹ xanh cũng được, mà ăn cái cải này cũng ngọt nữa nên mình rất là thích ăn cái đó. Còn đây đang là luộc bún rồi nè, nó đang luộc bún. Còn đây hầm xương trước, rồi sau đó thì mình mới bỏ cái hũ gia vị này vô, tức là nó bị mờ mất rồi. Đấy, đang hầm xương trước nè, hầm xương nãy giờ cũng được khoảng 30 phút rồi. Đây mình hầm thêm khoảng 15 phút nữa rồi mình sẽ bỏ cái gia vị đó vô. Còn đây là ốc nè. Đây là ốc gạo nha mọi người. Thì mình mua khoảng bao nhiêu nhỉ? Gần 1 ký ốc gạo. Đó, thì mình bỏ bột ớt vào đây để nó nhả cái nó dơ ra đó. Đó, rồi mình cũng rửa sạch trước rồi. Tí nữa mình sẽ luộc ốc. Nó cũng không nhiều lắm. ăn bún xong rồi chắc cũng không có no bụng lắm. Để ăn cái ổ ốc luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ gia vị vô rồi lẩu này. Thì nó có hai loại, một loại là loại viên này, với lại một loại là cái hũ như vậy. Thì mình bỏ cả hai luôn, tại vì mình thấy cái này nó cũng khá là đậm đà, nhưng mà cái này thì nó lại thơm. Đấy, đây mình mua chợ Hồng Kông. Đó, nên mình sẽ bỏ cả hai vào luôn. Bỏ viên này với lại bỏ thêm hai muỗng này nữa là khá đậm đà rồi. Còn xong rồi nêm nếm sao vừa vặn là tùy mình thôi ha. Đây, nồi nước đã được rồi, bây giờ mình sẽ trụng rau nè, rồi thả tôm, rồi là thịt bò vô. Đấy, mỗi đứa một tô to đùng như vậy luôn nè. Tô của mình là nhiều bún hơn, anh Chris ăn ít bún hơn. Giờ mình sẽ thử cái nước rồi xong mình đỏ, bỏ đồ vào nha. Mình thử xem nước được chưa. Bỏ qua đây đỡ. Mình ăn thì vừa rồi rất là thơm luôn, thơm mùi gừng, mùi xả. Rồi bỏ thêm miếng gừng vô thịt là ngon quá đi. Baby ơi, come check it out to see if you need some salt or more sweets. Okay, sweeter. The expert is here. Yeah, Master Chef, come here. Master Chef Long. Ooh wee! So it's good? I love it. Don't need any sauce on anything? It's perfect. Just like you. Thanks! Now we'll put some of this. Look at this. My God. Wow, look at you, baby. Look at this. Oh, oh you're recording. Thấy không? Hi. Hey. Oh, I don't see your hat. Hi. Let me get low. Get low, Bella. Get low. Get low. Oh, nhiều tôm quá thế này không biết ăn hết không? Maybe too much shrimp. Too much what? Shrimp. No way. No. You think Bella? Mommy a good cook? Is mommy the best cook? I think so. Ăn hết tôm luôn. Put every on tom on the shrimp menu. It's pretty delicious. Oh, I feel you. Đây là lần đầu mình nấu lẩu Thái á mọi người. Mình coi trên mạng xong nó chỉ họ chỉ cách nấu lẩu Thái.
Tại vì người ta thì có thêm nấm rồi tùm lum các loại hải sản nữa, nhưng mà mình thì mình chỉ thích ăn tôm với lại ăn thịt bò thôi. Đó là hai thứ mình thích nhất. Nấm thì cũng có nhưng mà quên không mua nấm. chứ không phải là không thích nấm. It tastes better with some mushroom here too. Oh, mọi người nhìn Bella này. Oh, Bella love daddy so much, huh? Bella love daddy so much. Quá tuyệt vời. Super super good. Super duper good. Super duper good. Oh, I cannot wait, baby. Yummy. Có thêm miếng rau nữa không? We eat a lot of vegetables. Yeah. Healthiness. Yeah, healthiness. Và our desserts will be snails. Woohoo! Wait until it boil. almost done, Phu Phu. Yeah. Bây giờ mình sẽ đi luộc ốc. Đây, ốc có bỏ miếng xả với lại miếng gì đây gừng vô rồi. Rửa ốc rất là sạch sẽ rồi. Giờ mình sẽ bỏ vô trong đây rồi luộc nó lên. Xong rồi khi mà ăn bún xong á thì sẽ ăn tới ốc thôi. Mình nấu khá là nhiều á, nhưng mà tại vì mình biết sao, tại vì sợ là tí nữa đêm á hai đứa đói bụng thì có đồ ăn luôn. Đấy. Nhìn hấp dẫn chưa này mọi người? Quá trời ngon luôn. Đấy, lần đầu tiên nấu nhưng có chung là tạm ổn. Ăn được, ăn rất là ngon luôn. Đấy. Thôi bây giờ mình sẽ chuẩn bị bàn ăn nha. Rồi hai vợ chồng mình cùng ăn nha. Bella, Phú Quốc của mommy đâu? Phú Quốc của mommy đâu? Còn Bella love daddy more than mommy rồi. That's right, daddy's the best. Yeah, she really loves me. Đây, hai đứa này tay bị cào sứt luôn. Đâu rồi? Đấy. Bà Bella, bà không cố ý đâu, nhưng bà ấy cứ cái phóng mút của bà ấy sắc ấy, xong rồi cứ chơi, xong cái bà ấy về bà mình đi làm về là mừng á, xong rồi là vuốt một phát luôn, đau cũng chết luôn. Ok, giờ mình dọn bàn ăn ra nha. Ok, đây là tô bún của hai vợ chồng mình. Baby ơi, can you help help me bring it over there? Yes, ma'am. Here is yours. Ooh-wee. And this is mine. Let's go eat. Yeah, thank you, Bubu. Okay, that's it. Ăn đi. Okay. Okay. Xin chào mọi người. Vợ chồng mình ăn nha. Đây, ăn cho nó mập luôn. Hashtag proud husband. Thanks. You're welcome. Thank you. Mm-hmm. It's an amazing spread. Mm-hmm. It's the first time I cook tom yum, right? Where are you going? Oh. Anh Quyết ra tắt dùng mình cái nồi nồi ốc. Chắc được rồi đó baby, you can turn it off, I think it's done. Okay, it's good baby. After we finish this, we can eat now. Okay, yummy yummy. Ăn hai vợ chồng là ăn nguyên một cái tô to chà bá luôn. Bự quá trời bự luôn. We ate so much baby, but I cannot gain weight. Me neither. But everyone says that I'm too thin. I need to gain more weight. Well, I think everybody's wrong. I think you're beautiful and perfect. And thanks. They're jealous. Hashtag proud husband. I love you, baby. Thank you so much. Nói chung rất là đậm đà mọi người ạ. Lần đầu tiên nấu thành công. What you say? I said it tastes good. Succeed for the first time ever.
Cái cải bẹ xanh á, ăn với cái lẩu này quá tuyệt vời luôn, mình thấy rất là hợp luôn. Ở đây có chút sa tế với mắm, chấm với thịt bò. Hát trời nhà mình. Để hôm nào mình làm một cái video là cái hành trình giải cứu chú mèo như thế nào nha. Giờ mọi người biết nhà mình có con mèo nữa đó. Everyone have to know that we have a cat now. Yep. So I will make a video how I rescued the cat. You're a good person, Mama. Thanks. You need more salt? It's good. I think it's perfect. I absolutely love it. Probably the bowl is too big so that we cannot get the noodle, huh? Em Bella nè. Bella nè, đây đi. You're taking your camera, Bella. Bella, you're such a camera hog. Yes, crazy cat, we hear you. Come here, Hector. Come here. Ngon đó baby ha. See if I can do it the Vietnamese way. Anh ấy bảo là ăn theo kiểu Việt Nam là là bỏ bún vô cái muỗng, xong rồi bắt đầu là mới múc một xíu nước ăn theo kiểu quýt sợ tổng baby. I'm fancy. Mm-hmm. I'm so fancy. I'm turning it up now. I'll keep going. We keep going. Maybe we say something funny. Mm-hmm. Edit that out. Tô bún ăn hoài không hết mọi người ạ, quá trời luôn. Nhưng mà ăn bún mau đói cho nên mình nấu nhiều. Tí nữa đêm đói thì ăn. If we're hungry later we can eat it later. Okay. I cook a lot mà. No. Yes. Okay, it's okay. Let's turn it off. Ooh, white shirt, big no-no. Trời, hôm nay quên mất ăn tôm nhum, ăn lẩu Thái, tự nhiên đi mặc áo trắng. Không sao đâu, áo này rẻ mà, không sợ. It's a cheap shirt, it's fine. Thôi cứ em ăn rau không? Em một miếng thịt bò nhá. Now. Is that too much for you, baby? Nope. You think you can finish it? Mm-hmm. The snails might be a bit too much. Really? After all this? Oh, yeah. It'll be tough. Mm-hmm. Okay, let's try. One, two, three. Okay, camera back on. Pinky out.
Okay, get them off. The camera's still rolling. Ok, đây là cái tô của hai đứa. Mọi người thấy hai đứa giỏi chưa? Thumbs up. Thumbs up. It was delicious. I looked 6 months pregnant. Awesome. Ok, bây giờ tụi mình sẽ nghỉ ngơi cho cái bụng nó nghỉ một xíu. Khoảng 5 phút, 10 phút sau thì tụi mình sẽ ăn ốc. We will let our belly rest a little bit for 5-10 minutes and then we will eat the snail, okay?